Ngày hôm nay 13 tháng 3, mạng xã hội chia sẻ một clip ghi lại cảnh một thanh niên ngồi ăn mì tôm xem bạn đá cầu đã gặp sự cố liên tiếp bởi chính nhóm bạn của mình. Theo bài viết được đăng tải, nam thanh niên sau khi pha mì tôm đã mang ra trước cửa phòng trọ để ngồi ăn. Lúc này còn có hai người khác đang chơi đá cầu trước cửa phòng trọ. Trong lúc đá cầu, một người trong nhóm vô tình đá quả cầu trúng tô mì, khiến tô mì rơi xuống nền gạch. Bực tức, thanh niên này liền đứng dậy, cầm dép đuổi theo thì lại tiếp tục trượt ngã bởi chính những sợi mì tôm bị rớt. Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây sốt cộng đồng mạng. Bên cạnh những tiếng cười từ phía người xem thì một số ý kiến lại cho rằng rất có thể đây chỉ là chiêu trò nhằm thu hút để câu view trên mạng xã hội. Hiện bài viết này đã nhận về gần 100.000 lượt thích, gần 4.000 bình luận và hơn 6.000 lượt chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội TikTok.